Các bạn nha, hôm nay lâu quá mình cũng không ra clip. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc cutter nha các bạn. Đây cái cục máy này là cái máy phun thuốc nha các bạn. Giờ mình sẽ chế bộ nhông giảm tốc cho nó nè. Rồi mời các bạn đón xem nha. Rồi trước tiên là giờ mình tháo cái bộ bố này ra nha các bạn. Nó ở đây có gì tiếng ồn không các bạn thông cảm nha. Đây cái này là cái bộ bố của nó các bạn. Bố ba càng nè, bộ màu nè. Rồi các bạn kiếm một cái cùi đèn của xe máy á, quay diêm gì á. Các bạn tháo ra, tháo cái motor này ra. Quăng cắt mình nha, cắt lấy nhông đi. Cái này mình tại mình không có cái mũi 8 ly rưỡi 9 ly gì đó, mình lấy mũi 8 ly mình mài cái này bớt nha bạn. Rồi bây giờ mình kẹp cái này vô cái ô tô mình quăng nha bạn. Đây cái ô tô của mình đây, cái ô tô nhỏ. Đây, quay khó thấy có một bạn cảm nha. Phan bạn nó vô chạm biếm không? Đây mình quăng mặt bằng tay nha. Này chắc lục quá các bạn, không thể vô nổi. Đổ vào khác đi. Lấy cái nhớt mình vô thôi. Cái này mình nghĩ chắc màng là rất là nhanh thôi. Này chắc mình đem vô mấy xoang bàn quá các bạn ơi. Giờ mình đem đi tổng mình thử này. Cái này khoan không nổi rồi. Mình đổi cái khoan khác ra vô. Mũi vô không nổi luôn. Wow, mình không biết cái này bằng cái gì mà nó cứng quá vậy. Giờ cuối cùng cũng thất bại các bạn ơi. Khoan không vô nổi rồi. Giờ mình quyết định hàng luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ hàng ra đây luôn. Giờ khoan không nổi rồi. Thank you.
qua không? Cái này nhẹ tay em có liên quan đâu không nổi. Hả? Cái gì? Chạy hỏi bung bung ra xây chứ. Cuối cùng mình cũng xong rồi nha các bạn. Mình khoan không nổi các bạn ơi. Đem ra tiệm mình, cái này đem ra tiệm tiện cái răng chứ mình là khoan không nổi các bạn, nó bằng thép mà. Quá cứng. Bây giờ là xong rồi các bạn. Giờ mình đi đi tìm bánh xe này nọ là mình chế nha các bạn. Rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký và một like nha các bạn. Ok. Khá là mạnh luôn các bạn. Cái này cái đầu này nó khô quá, mình vô mỡ bò, mở cái này ra mình vô mỡ bò trong đây nha các bạn. Cái này nó giảm chắc tới khoảng 5 lần á. Này của sushi của Nhật luôn nha các bạn. Isuba. Để mình giật cho quạng xem nha. Kêu nha các bạn. Này mình thấy vô mỡ bò nữa. Này cầm một tay quay hơi khó các bạn thông cảm nha. Rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một đăng ký nha. Rồi, tạm biệt bạn, mong bạn đón phần 2 nha.